Chào các bác, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và ủng hộ theo dõi kênh của em trong thời gian vừa qua. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác tại sao mà làm nào để cho cái cây nhà mình nó không bị sên. Khi buổi tối mà các bác đi xem cây nó không bị sên này, nó cứ lên mầm như này rất là thích đúng không ạ? Đây là những cái cây phiệp tím nhà em. Cây nó phát triển là cũng khá là được. Cái việc nảy mầm này thì nó phụ thuộc tùy từng cây, tùy từng chậu. Nhưng về cơ bản những lúc mầm nhỏ này là rất là dễ bị sên nó ăn. Đấy, mà đi soi buổi tối này thì mình mới biết được là cái cây, ví dụ như cây này đang nhú này. Đấy, nó rất dễ bị sên ăn. Đúng không ạ? Thì cái cách mà đơn giản nhất để chúng ta có thể đều làm được đó chính là thay đổi giá thể đi, thì là rửa trôi được cái sên. Thì đấy là ở cái những cái chậu. Còn những cái gỗ thì anh chị chịu khó rửa sạch đi, và có thể là phun nước vôi hoặc là xử lý sát khuẩn. Đây chị thấy những cái mầm phi điệp là nó đang lên, mà cái giá thể của em, anh chị nhìn thấy đây là gần như rất là sạch và đa phần chỉ là vỏ thông không, đúng không ạ? Thì cái việc mà vỏ thông nó như thế này thì em trồng là gần như 100% vỏ thông, và có thể là sẽ có một ít rêu ở những cái vị trí mà gần bộ rễ khi mà em giữ cái rễ nào đó. Đấy, còn đây những cái mầm này lên đang lên hết rất là đẹp. Đấy, thấy không? Đây những cái mầm này. Đây là cái lô khu phi điệp tím. Phi điệp tím này là có cái lên mầm rồi đây. Những cái này nó đều lên mầm hết rồi. Lên mầm mà không bị sên ăn. Đấy, đây này. Lên mầm rất là đẹp. Không lo sên. Cách không lo sên đơn giản nhất đó chính là anh chị nên thay giá thể đi. Thay giá thể rửa sạch. Và về sau đó thì như này. Anh chị nhìn thấy đây là em rắc thuốc ốc này. Rắc thuốc ốc ăn. Mà rắc thuốc cho ốc ăn này. Cái hạt nhỏ nhỏ đấy. Thuốc ốc này nó có nhiều loại, nhưng có nghĩa là rắc cái loại thuốc ốc này và mình xử lý giá thể được thì cây nó nảy mầm rất là an toàn. Mà không lo cái việc đó chính là có sên nó ăn. Đây này, anh chị thấy không? Đấy, mầm gốc trồng lại này, chẳng sao cả. Thế nên là dạo này gần như là 1-2 tháng đầu tiên thì gần như là em không bán ki, bởi vì đa phần là cây trồng lại hết như này. Đấy, trồng lại hết. Trồng lại thì nó chẳng có dễ mấy, nhưng về cơ bản là để cho nó không bị sên, không bị ảnh hưởng đến cây thì phải trồng lại thôi. Về cơ bản là chậu nào là nó cũng gần như là không có sên, và nó được rắc, vừa được rắc thuốc mà vừa được giá thể mới, mà không phải là chỉ một chậu mà chậu nào gần như em làm như thế. Đấy, thì đây nó lên những cái mầm nó rất là khỏe. Đấy là với cái lô ki, các loại ki. Đây là cây to cũng thế, đây là một cái cây rất là to này. Đấy, cây to. Cây to hàng mét cũng vậy thôi. Đây thì con này nó mầm nó sớm, mầm tu tủa. Đấy, cũng phải trồng lại. Về cơ bản là cứ thay giá thể. Thay giá thể là tốt nhất, xử lý được cái giá thể. Nếu anh chị không muốn thay ấy, thì có thể làm bằng nhiều cách. Xử lý bằng nước vôi, xử lý bằng sát khuẩn Benclofenac pha phun tỷ lệ đều thì là cây nó giá thể nó sạch. Nó cũng như kiểu là khi mà em nói ở trong cách trồng ấy thì cũng nhớ là cách tưới nước cái vỏ thông của nó. Đấy. Ngoài cái việc trồng ra thì chúng ta cần phải biết cách tưới, thì tưới nó sạch giá thể, nó sạch, nó trôi hết đi những cái, ví dụ như những cái hạt phân này, cái phân dành cho ốc này. Đấy, thì về sau nó sẽ tan ra và nó sẽ đi hết. Nó sẽ trôi hết. Nó trôi đi thì cây nó tự nhiên nó tốt rồi. Đấy, lên mầm rất là đẹp, đúng không ạ? Không phải chỉ một chậu mà nó có rất nhiều chậu khác. Đây, những cái chậu như này là cây nó tương đối dài này. Đấy, thì đa phần là nhà em chỉ trồng chậu là chủ yếu. Còn để mà trồng bằng gỗ thì ít hơn. Bởi vì diện tích Hà Nội rất là chật. Nó không
không được rộng, còn cái tỷ lệ chết đây này, đấy vẫn có, chuyện bình thường, trồng cây ai cũng sẽ bị chết, không thể nói là sẽ sống 100% được, đương nhiên là sẽ có cái chết. Đấy là do lỗi khi mà mình rắc, mình sử dụng cái việc bô keo liền sẹo khi mà mình tách ra. Bởi vì thường như nhà em là rất là ít khi mà em sử dụng là keo liền sẹo, em hay sử dụng là để khô thôi, hay làm cách đó chứ là tách ra xong để khô. Thế nên nhiều anh chị mà hỏi em cái vấn đề là tại sao mà không bôi keo ấy, thì đấy là do tùy từng cách xử lý của từng nhà thôi. Em thì có thể là lúc có tiện thì bôi vôi, còn không thì em không bôi gì cả, cứ để nguyên, để khô, cắt vào những ngày mà nó thời tiết nó khô một chút là được, chứ nó không nhất thiết là cứ phải bôi keo liền sẹo hay rotting hay là cái gì đâu, không thiết, những cái đấy là không thiết, thực sự là không thiết. Không phải là anh em chỉ trồng lại những cái này đâu, đa phần là tỷ lệ trồng lại là 90-99%, rất là nhiều. Ban ngày thì em cũng quay nhiều video ấy, nhiều video về cái việc là giới thiệu cả vườn, anh chị có thể xem thêm trên kênh Thiên Ngàn Hoa ấy, thì anh chị sẽ biết được về những cái vườn, những cái độ rộng của nó, độ rộng của vườn em, và những cái chậu này tỷ lệ em thay giá thể rất là nhiều. Đây, gần như thay giá thể xong em cũng cho luôn phân hữu cơ này, như phân dê và phân Đài Loan, phân màu vàng, hạt vàng hoặc phân chì thì đều được, cũng chẳng sao cả, sên nó cũng chưa lên ngay đâu, mầm nó vẫn phát triển rất là ok. Đây này, anh chị nhìn cũng thể thấy mầm đấy, mầm gốc rất là nhỏ đấy, như những mầm phát triển nhanh thì mầm bên này nó ra được 2 mầm, 1 mầm đấy, nó phát triển cả bộ rễ luôn. Thì khi đó thì nó vừa phát triển bộ rễ vừa phát triển mầm. Còn đây là cây này trồng lại là mới cứng đấy, thì nó lâu chưa ra mầm đấy. Nhưng còn những cái này thì là những cái tách kiểu thân mẹ này, thân mẹ thân già đấy, thì là nó tách cái gốc ra. Đây anh chị nhìn cái gốc này. Đấy thì gốc nó không có thì nó này trên này. Hay những cái thân tơ đây thì là cái gốc của nó đây. Bởi vì nó cùng loại mà. Cùng loại thì phải trồng vào với nhau. Đấy. Thì có những cái thân mẹ thân bà chứ. Có phải cái nào cũng là tơ đâu, đúng không ạ? Đấy tách ra. Nhưng dù sao thì nó lên hết, nó không bị sên. Vậy thôi. Thế là cái cách đơn giản nhất đó chính là chúng ta cứ thay hết sạch giá thể, cắt bỏ bộ rễ hỏng. Và có thể đôi khi là cắt trụi dễ luôn, chẳng sao cả. Đây, đỡ mầm. À, đỡ bị ăn mầm, quên lại, đỡ mầm, mầm lên rất là ok. Đấy, đây, không bị ăn mầm. Một chậu nào cũng vậy thôi. Các thân hay là các loại kỳ đều thế, cứ cho phân luôn, trồng lại cho phân. Năm nào cũng phải làm như này. Thế nên là nhiều anh chị hỏi mua cây của em mà nó có những... Ví dụ hôm nọ có anh hỏi, và anh lấy cả chậu ấy, thì đấy, anh lấy cả chậu nhưng mà nó cũng chẳng có dễ, bởi vì em vừa trồng lại thì nó không dễ. Nó không dễ, nó chỉ như này thôi. Nó chỉ xem như này thôi. Có những chậu này nảy mầm rồi, cái chậu trên này mầm. Đấy là tùy cây. Nảy mầm sớm, anh chị muốn nảy mầm sớm thì cứ phun cho tịnh kiwi xanh nhé. Mua kiwi xanh có thể liên hệ bên em. Em bán kiwi thì yên tâm. Đồ chất lượng đủ để cho nó phát triển cây. Đây là những cái chậu giá thể mới cứng như thế này thì không bao giờ có thể là có sên được. Còn những cái chậu này, những cái chậu này thay từ mấy tháng trước này. Đấy thì nó cũng có chỗ không. Nhưng mà gần như tỷ lệ có sên là rất là thấp. Không bao giờ lo có sên. Đây. Mắt này nó cũng đang lên này. Đấy. Nên anh chị cứ trồng lại. Nó cho là tí phân, giữ ẩm, bộ rễ nó cứ giữ thoải mái chẳng sao. Rễ nó tươi khỏe thì cứ giữ thoải mái. Còn rễ nào nó yếu nó hỏng thì mình mới cắt bỏ thôi. Còn đâu về cơ bản thì là thay giá thể giữ được bộ rễ là tốt nhất. Còn không thì cắt trụ bộ rễ, thay giá thể mới. Giá thể cũ thì ngâm, ngâm nước hoặc ngâm nước vôi, ngâm sát khuẩn cũng được. Để cho nó sạch sẽ cái giá thể, mình có thể trồng lại được, đỡ bỏ lãng phí, đúng không ạ? Đây. Như những cái giá thể cũ này, thay sớm, nó đã mọc cỏ rồi. Nhưng không sao cả, nó vẫn có lên mầm bình thường, không lo sên ăn. Đây những cái mầm bé này. Đấy anh chị thấy không? Mầm bé này. Hay là cái mắt này. Đấy nó lên không sao cả. Đây hay 2 cái mầm này. Thay sớm được thì nó ngon hơn đấy. Đấy.
đúng không ạ? Hay cái mầm đây. Đây cái mầm này, mầm xanh xanh á. Đấy, chả sao cả. Về cơ bản thì nó thay sớm thì nó đỡ sên. Và kiểu gì nhìn chung cứ thay là đỡ sên. Và thay sớm thì lên mầm này thì trồng này ổn định. Thì nó ra mầm như này, đây như cái này hai mầm này rất là đẹp. Phát triển rất là tốt. Đấy. Rất là ok. Đây, như em thay rất là nhiều. Thay giá thể nhiều lắm. Thấy hết. Cây nào có rễ thì cứ giữ rễ, bộ rễ xanh cứ giữ lại chả sao cả. Cây vẫn phát triển bình thường mà. Nó có ảnh hưởng gì đâu. Mà về cơ bản là anh chị không phải lo bị sên ăn. Đây. Như cái này anh chị thấy. Đấy, hai mầm rất đẹp. Đấy, cái này nó ra mầm này. Đấy, ra mầm rất đẹp. Đây cái này sưng to đùng này. Chả sao cả, cây bộ rễ vẫn ok đúng không ạ? Cây nào giữ được rễ thì anh chị cứ giữ rễ nhé. Còn không thì này, là cứ thay giá thể và cắt trụi đi là xong. Đấy là một cái cách đơn giản nhất. Và đấy là xử lý trên chậu. Còn xử lý trên cái gỗ thì anh chị cứ làm như em ấy. Có thể là một là anh chị dùng cái gỗ đấy ngâm cả nó vào một cái chậu nước, xong rồi sử dụng những dung dịch sát khuẩn. Và ngoài ra này có thể là sử dụng nước vôi an toàn, hợp lý, hiệu quả. Đấy, đây là gần như em thấy hết. Tất cả cái chỗ này phải thấy hết. Tối này thì không nhìn thấy cái gì. Đấy, nhưng về cơ bản là giá thể ở đây là em đã thay hết. Gần như là 100%. Giúp cho cái việc là không sên. Anh chị nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau. Và những cái cách chăm lo khác nhau. Cảm ơn tất cả mọi người.